Anh Nguyễn chào các bác nhá. Trong clip này, anh Nguyễn trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bác là những người đam mê và yêu quý về dòng súp. Tiếng súp là tiếng cực kỳ quan trọng trong cấu hình karaoke. Nó bổ sung lại tiếng bass sâu, tiếng bass dày và tiếng bass ấm. Thì trong clip này, em trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn đang có nhu cầu mua sắm và tìm hiểu cho bộ cấu hình karaoke nhà mình cũng như là bộ nghe nhạc, thì ngày nay em phải được hai quả súp hơi sử dụng bát 50 đến từ thương hiệu CF. Thì đây là một dòng súp bãi. Thì nói về dòng thương hiệu CF là một dòng có thể nói rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi, và cái tên của nó quá quen thuộc, không còn lạ lẫm đối với những người đam mê âm thanh. Thì ngày nay em về được hai quả này. Đây là dòng súp hơi mặt sử dụng bát 50, rất phù hợp cho anh em ghép vào các cái bộ sự kiện mini ở ngoài trời chẳng hạn, hoặc là phòng hát cần hai quả thôi, hoặc là gia đình thì các bác chỉ cần một quả thôi. Thì đây là chính là cái bề ngoài của cái cặp súp này. Súp này là thiết kế là thùng và thùng gỗ ép nhiều lớp, sơn sần bóng, không có nước. Đấy. Và lỗ thông khí ở phía trước. Và cái súp bác chú ý nhá. Cái súp ấy thì cái vỏ thùng ấy nó cực kỳ quan trọng. Vỏ thùng càng chắc càng nặng thì âm nó càng hay, nó không bị oang. Lái như rất là chắc. Đây là chính là thùng. Thùng cái này thì vô tư rồi, nó phải thùng bãi các bác an tâm. Độ chắc và cái độ mà đẹp, độ mịn của nó là ok. Đây này. Và cái bát của nó bác này, cái bát của nó rất là gấu. Cái này sử dụng là từ 220 họng 100. Khung nó khung xương đúc bằng nhôm nguyên khối. Rất là đẹp. Hai quả như một các nhá, hai quả như một luôn. Đến từ thương hiệu CF. Đây là thương hiệu CF. Lỗ trở 8 bôm. Đây chính là cái mã của nó, mã của loa. Và bên trong cái từ này nó rất là dày nhá, bóng và đen. Và những đằng chất thì bằng cái từ ấy của nhà sản xuất chế tạo rất là chi tiết và sắc sảo. Bằng giấy. Và khẳng định bác là zin 100% luôn. Đây zin, độ zin và độ chuẩn là 100%. Đây độ zin. Màng giấy này, nhận vàng. Cổ khiếc còn đẹp. Và đây chính là cái bát của nó. Cái bát của nó. Cái này sử dụng là gân lụa tầm dầu 3 sóng, màng giấy xếp. Màng giấy sóng này. Cho vậy nó sẽ chịu được lực rất mạnh, không bị lăng ngang. Thì những dòng này nó ưa bạo lực, ưa sức mạnh mới nhá. Cái súp bánh rất sâu. Bởi vì sao em nói nó sâu? Cái màng nó rất là dài, cái thể tích này. Các bác phải đổ một can bia vào đây là ok. Can bia 5 lít vào đây là vẫn chưa hết được. Đấy. Cái thể tích càng lớn thì tiếng bát càng sâu, càng dày và càng ấm. Cái màng này, nó gõ nghe không? Và những cái rốn bằng cái to, hàng xịn zin luôn. Và thùng các bác nhìn đây. Đấy, gỗ nó gỗ ép nhiều lớp, rất là chắc chắn. Tất cả những cái chỗ bắt loa đều là ốc lục hết, ốc gen. Ốc ý đi, ốc bằng thép. Thì ngày nay em về được một đôi thôi. Và giá cho một cái quả này bác nhá, rất hợp lý, em bán hợp lý thôi. Là 5 triệu đồng. Bao ship cho các bác và tặng một cái dây loa về thử. 5 triệu đồng. Đây là cái mặt trước của cái bát. Đây là mặt sau của bát. Đấy. Và đây là căng của nó. Căng của nó là biểu tượng CAF. Rất đẹp. Độ chắc, độ dày và độ ly. Âm nó tuyệt vời. Hàng bao zin, bao xịn, bao đẹp, bao hay các bác. Đấy, tay sách đây. Giá tình yêu cũng nhá, giá tình yêu luôn. Giá chỉ có 5 triệu một quả, mua 1 bán 1, mua 2 bán 2. Mua 1 quả cũng giống như mua 2 quả, đều 5 triệu, không giảm giá cũng nhá. Giá này tốt nhất cho các bác rồi. Anh chào các bác ạ.